Mình sẽ đóng thử cánh cửa nhá, đóng thật mạnh nhá. Mình nghĩ rằng bình thường thì cũng chẳng ai đóng mạnh kiểu như này đâu. Đấy, các bạn thấy không? Rung cả cái xe lên và cái rèm nó vẫn không sao này. Đấy, đóng lại lần nữa này. Đây là bốn cái tấm rèm che nắng ô tô mà mình mới đặt mua. Bởi khi mình lái xe ở trời nắng, đặc biệt là khi mà đi qua những cái đoạn đường mà nó có nắng xiên ngang ấy, thì cảm giác nó vẫn rất là khó chịu, cho dù là cái xe của mình đã có dán phim cách nhiệt ngay từ ban đầu rồi. Và mình đã lên Shopee để mình tìm mua, thì trên đó nó có rất nhiều những cái rèm che nắng ô tô khác nhau. Và cuối cùng thì mình chọn một cái thương hiệu, đó là của Mitutoyo, được quảng cáo là cái rèm hàng loại 1. Thì trong hộp nó sẽ có bốn cái tấm rèm nhé. Thì sẽ có hai cái tấm ngắn như này. Đây, hai cái tấm ngắn là sẽ dành cho hai cái cửa phía trước, và hai cái tấm dài là dành cho hai cửa phía sau. Thì mình thấy ở đó nó có rất nhiều những cái mẫu dành cho các cái loại xe phổ thông đến trung cấp, như là Santa Fe, là Hyundai Accent, hay là Vios, hay là như cái xe của mình là Mitsubishi Xpander. Ngoài ra thì ở trong hộp sản phẩm ấy, nó còn có khoảng độ tầm hơn chục cái đế để giữ cái rèm được chắc chắn hơn, một tờ giấy hướng dẫn sử dụng và một cái tờ phiếu bảo hành. Thì theo như cái tờ phiếu bảo hành ở đây thì cái rèm này sẽ được bảo hành trong vòng khoảng 2 năm. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể lắp đặt cái rèm này lên cái cửa sổ của chúng ta. Đầu tiên thì các bạn hãy lấy cho mình một cái tấm rèm ngắn. Thì cái tấm rèm ngắn chắc chắn là dùng cho cái cửa phía trước. Thì chúng ta sẽ ướm thử vào cửa để xem cái góc nào nó sẽ là cái góc phù hợp này. Đấy, ví dụ như mình đặt như này là cái góc khá phù hợp rồi. Các bạn xem ở những cái góc này xem nó có thừa, có hở gì hay không. Đấy, chúng ta lại đặt như này. Đấy. Rồi tiếp theo các bạn hãy xem cho mình ở những cái cạnh này nhá. Nó sẽ có những cục nam châm. Thì các bạn xoay cái cục nam châm này vào cái cửa đây để khi mà chúng ta đặt vào nó sẽ hít vào trong cái cửa. Đấy, thì mình sẽ như trên cái rèm trước của mình là có 3 cái cục nam châm. Đấy, thì mình sẽ đặt như này. Rồi, như này. Đó, khi mình sử dụng cái nam châm hít vào thì nó cũng đã đứng vững được trên này rồi. Nhưng mà để cho nó được chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng thêm những cái miếng đế dán ở đây, để gọi là đỡ những cái phần ở dưới này, để giúp cho cái rèm chúng ta nó được chắc chắn hơn nữa. Thì ở trong hộp nó sẽ có tầm hơn chục cái miếng nhựa đỏ đỏ như thế này. Thì cái việc của chúng ta là chúng ta sẽ lột cái băng keo này ra, sau đó chúng ta sẽ dán nó vào đây. Đấy, thì lưu ý là trước khi dán thì chúng ta cần phải lau sạch cái vị trí chỗ mà chúng ta dán nhé, để cho cái băng keo nó đảm bảo được cái chất lượng dính là tốt nhất. Đấy, thì mình sẽ lột cái miếng băng keo này ra. Các bạn nhớ là chỉ lột cái phần đỏ thôi nhé, đừng lột cả cái miếng keo ở trong này nhé. Đó, chúng ta lột cái phần đỏ này ra như này thôi. Đấy. Sau đó các bạn sẽ đẩy cái này lên cao một chút này để cho chúng ta dễ lắp đặt hơn. Đấy. Còn nếu không thì các bạn cứ tháo hẳn ra cũng được. Mình sẽ đẩy lên cao vậy để mình căn cái vị trí cho nó được chuẩn nhất. Rồi, mình ấn nó xuống. Tiếp theo ở cái phần bên thứ hai này mình cũng làm như thế. Mình cũng sẽ lột cái miếng băng keo này ra. Thì cái băng keo này nó thuộc dạng cái băng keo 3M đấy các bạn. Các bạn lột cái tem đỏ đỏ bên ngoài ra là được. Mình sẽ lột nó ra đây. Mình thì mình cứ để cái miếng rèm đây để mình căn cho nó chuẩn thôi. Còn nếu mà các bạn nào không thích, các bạn cứ bỏ hẳn cái miếng rèm ra, các bạn dán cho nó dễ nhá. Sau đó thì các bạn đè thật chặt xuống để cho cái keo nó dính chắc vào cái cửa của chúng ta. Bên này cũng thế, chúng ta đè thật chặt xuống. Sau đó thì chúng ta sẽ kéo cái rèm xuống cho nó vừa khít vào đây. Sau khi gắn xong thì cái rèm chúng ta nó sẽ được cố định trên cánh cửa như thế này. Ở trên đây, cái phần trên này thì sẽ được cố định bằng nam châm này, phần hông cũng được bằng nam châm này. Còn ở dưới thì chúng ta sẽ có những cái miếng đế để giữ cho cái rèm nó được chắc chắn. Và khi mình chạm vào cái rèm này, nó rất là chắc chắn và không hề bị lỏng lẻo ra. Còn nếu mà các bạn muốn chắc chắn hơn thì các bạn có thể, thay vì các bạn dùng 2 miếng đế thì bạn có thể dùng tới 3 miếng đế, gắn thêm một miếng vào đây nữa cho nó chắc chắn hơn nữa. Ở cái rèm đằng trước thì các bạn sẽ thấy này, nó có một cái khoảng trống như thế này, thì để cho chúng ta khi mà chúng ta ngồi trong xe ấy, chúng ta vẫn có thể quan sát được cái gương chiếu hậu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tới cái rèm cho cánh cửa phía sau. Ở phía sau thì chúng ta cũng lấy cái tấm rèm lên, sau đó chúng ta tìm cái vị trí, những cái góc phù hợp để chúng ta đặt cái tấm rèm này lên này. Như mình đây, mình sẽ căn chỉnh các góc để cho các góc nó được đều nhau nhất này. Đấy. Và các bạn cũng lưu ý nhá, ở những cái chỗ mà tiếp xúc với cái thanh kim loại của cái cánh cửa ấy thì nó cũng sẽ có những cái cục nam châm. Và như cái rèm của mình thì mình giờ thấy là nó có tận 6 cái cục nam châm, chứ không phải là 3 cục như cái rèm phía trước. Đây thì mình sẽ căn lại các góc. Đấy. Sau đó mình cũng sẽ dán thêm những cái miếng đế ở đây để giữ cho cái rèm nó được cố định chắc chắn trên cái cánh cửa phía sau.
Sau khi đã căn chỉnh các góc xong thì mình sẽ đẩy cái rèm này lên như cái rèm phía trước ấy, để mình có cái khoáng hở để mình đưa cái miếng băng keo này vào. Và mình cũng sẽ lột cái băng keo này ra. Đó, mình đặt nó vào đây. Như thế này là phù hợp này. Rồi, sẽ đặt nó vào đây. Đấy. Sau đó mình sẽ ấn thật mạnh xuống nhá. Các bạn cũng lưu ý nhá, là trước khi mà chúng ta dán vào chỗ nào ấy thì chúng ta cũng cần vệ sinh cái chỗ đó nó thật sạch đi, để đảm bảo là cái keo này nó được dính tốt nhất ở trên này. Chúng ta cũng sẽ làm như vậy ở cái vị trí tiếp theo để cho cái rèm nó được chắc chắn nhất. Và mình sẽ chọn vị trí này để mình gắn vào. Đấy. Và mình đặt thử tấm rèm đấy, mình kéo nó xuống. Rất là đẹp đúng không các bạn? Vị trí số 3 là sẽ ở gần cái mép ngoài của cửa ở đây. Đấy, và chúng ta sẽ đẩy cái này lên một chút. Đấy, chúng ta gắn cái miếng đệm này vào đây. Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ kéo nó xuống. Kéo cả 3 cái điểm xuống. Như thế này là chúng ta đã lắp đặt xong cái rèm cho cái cánh cửa phía sau. Thì ở cái cánh cửa phía sau này, mình sử dụng 3 cái miếng chân đế, 1, 2, 3. Và trong cái rèm này, nó cũng có tới 6 cái miếng nam châm để giúp cho cái rèm này nó được chắc chắn này. Và khi mình chạm vào đây này, thì cái rèm nó gần như là không bị lung lay gì cả. Đấy. Và khi mà chúng ta muốn tháo ra ấy, thì các bạn chỉ cần nhấc cái rèm này ra là tháo ra xong. Và bây giờ thì mình sẽ nhấc thử cho các bạn xem là sau khi mình tháo cái tấm rèm ra thì cái ánh nắng mặt trời nó xiên vào mặt mình như thế nào nhá. Đấy, các bạn thấy không? Cái cường độ ánh sáng mặt trời nó tăng lên rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ lắp đặt nó lại này. Thì cái việc lắp đặt lại cũng rất dễ dàng thôi. Các bạn cho vào 3 cái chân đế này trước này. Đấy. Cho vừa vào 3 cái chân đế này, sau đó các bạn đặt lên như thế này là xong. Có lẽ là nhiều bạn sẽ thắc mắc là khi mà chúng ta lắp cái rèm này xong thì cái việc lên xuống kính nó có ảnh hưởng không? Thì câu trả lời là không. Bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn cùng xem nhá. Xuống kính này. Không ảnh hưởng gì này. Lên kính này. Làm lại thử một lần nữa. Đấy. Không ảnh hưởng gì tới cái việc lên xuống kính chúng ta. Bởi vì cái rèm này nó gắn được ở trên cái phần khung bên ngoài. Nó không tiếp xúc với cái phần lên xuống của kính. Nên là nó không có ảnh hưởng gì cả. Mình sẽ đóng thử cánh cửa nhá. Đóng thật mạnh nhá. Mình nghĩ rằng bình thường thì cũng chẳng ai đóng mạnh kiểu như này đâu. Đấy. Các bạn thấy không? Rung cả cái xe lên. Và cái rèm nó vẫn không sao này. Đấy. Đóng lại lần nữa này. Đây, các bạn thấy không? Cái rèm nó vẫn không hề suy chuyển gì. Chứng tỏ là khi mà chúng ta đi hay là chúng ta đóng cửa một cách bình thường ấy, thì mình cũng khẳng định là cái rèm này nó sẽ vẫn giữ nguyên ở cái vị trí của nó. Bởi vì ngoài cái việc nó được giữ bởi những cái chân đế như ở phía dưới, thì nó còn được cố định bởi những cái miếng nam châm ở trên. Vậy là mình đã lắp cái tấm rèm che nắng của Mitutu lên cái xe của mình được vài tuần. Và trong cái thời gian trải nghiệm đó thì mình có một số những cái nhận xét về cái tấm rèm che nắng này. Đầu tiên là nói về ưu điểm thì cái tính năng che nắng của nó hoạt động rất là tốt. Khi mình lắp trên xe, mình lái xe, đặc biệt là trong những ngày mà nắng nóng các thứ, thì cái nhiệt độ trong xe nó có cái cảm giác được giảm đi rất là nhiều. Và những cái vùng mà trước đây mình thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng như là cánh tay này, như là cổ này, đấy, thì không còn cái cảm giác bị rát khi mà có cái nắng xiên nó chiếu trực tiếp vào người nữa. Thứ hai là về cái độ hoàn thiện thì như các bạn có thể thấy này, từng cái đường kim mũi chỉ được may một cách rất là chắc chắn, rất là đều nhau. Và nó được thiết kế theo từng cái loại xe. Nên là ở những cái góc cua, những cái cạnh của cửa xe thì nó gần như là không có bất kỳ một cái chi tiết thừa nào cả, giúp cho cái tính thẩm mỹ nó được tăng lên rất là nhiều, khác hẳn hoàn toàn so với những cái loại rèm che nắng mà đang có bán ở trên thị trường. Thứ ba là khi mình lắp cái tấm rèm che nắng này lên cửa xe thì cái việc mà lên hạ kính nó không hề ảnh hưởng gì cả. Bởi vì cái tấm rèm này mình sẽ lắp ở cái phần rìa rìa ở cái mép kính bên này, chứ nó không trực tiếp vào kính. Nên khi mình lên hạ kính thì nó gần như là không có cái tác động gì đến cái rèm này. Và cái rèm này cũng không có cái tác động gì đến cái cửa kính. Thứ tư là khi mà mình sử dụng cái tấm rèm che nắng này thì cái việc riêng tư trong xe nó được bảo vệ tốt hơn, được an toàn hơn. Đặc biệt là khi mà các bạn nhìn từ cái cánh cửa phía sau ấy thì gần như là không nhìn thấy bất cứ một cái thứ gì ở trong xe. Còn khi mà nhìn từ cánh cửa phía trước vào thì nó sẽ hạn chế được cái tầm nhìn từ bên ngoài tầm 60-70%. Đấy là theo cái đánh giá cảm quan của mình. Thì cái này nó sẽ rất phù hợp cho những anh em nào mà hay chở bồ nhí hay là đi chơi mà không bao quát với vợ, thì nó rất là phù hợp nhá. Tuy nhiên thì cái sản phẩm nào nó cũng sẽ đều có cái ưu nhược điểm cả. Chính cái ưu điểm đó là bảo vệ cái tính riêng tư của những người ngồi trong xe thì nó cũng lại trở thành nhược điểm khi mà mình lái xe. Đặc biệt là mình lái xe vào trong những cái lúc mà chập choạng tối hay là trong tối muộn hẳn, thì khi mà mình ngồi trong xe ấy, thì nhìn ra ngoài thì cảm giác nó bị là hạn chế tầm nhìn đi rất là nhiều.
bởi vì trên xe của mình một phần là cũng đã dán cái phim cách nhiệt rồi, nó cũng đã tối rồi. Ngoài ra là khi nhìn qua cái tấm rèm này nữa thì cái tầm quan sát bị hạn chế đi rất là nhiều. Vậy nên là khi mà lái xe buổi tối thì mình thường tháo tấm rèm này ra. Nhưng mà được cái là nó tháo ra lắp đặt vào cũng khá là dễ dàng, nên là cũng không quá ảnh hưởng nhiều đến cái trải nghiệm của mình. Thứ hai là mình có để ý được là khi mình lắp cái tấm rèm này lên cánh cửa ấy, khi mà đóng cửa vào ấy thì cái tấm rèm nó sẽ tác động vào cái phần cao su này. Đấy. Không biết là nó có ảnh hưởng nhiều hay không, nhưng về lâu về dài thì chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng. Tuy nhiên thì cái phần cao su này là cái phần đệm bên dưới thôi, còn cái phần cao su ở trên cánh cửa nó sẽ ốp vào đây. Đấy, nên là đảm bảo là cái nước mưa nó không bị rơi vào trong xe của chúng ta. Thứ ba là mình có để ý ở trên những cái miếng nhựa mà đỡ cái tấm che nắng này, khi mình đỗ xe ở ngoài trời nắng khoảng độ 3-4 tiếng ấy, thì cái keo bên dưới nó cảm giác như kiểu là nó sắp bị rơi ra đến nơi rồi. Đấy, nhưng mà khi mình mang xe vào trong gara một lúc thì nó lại cứng lại. Đấy, thì đây cũng là một cái nhược điểm mình đánh giá là chưa tốt. Nếu như trong những cái lần tiếp theo nhà sản xuất có thể thay đổi một cái loại vật liệu nào đó chịu nhiệt tốt hơn thì mình nghĩ rằng cái trải nghiệm của người dùng nó sẽ được tốt hơn rất là nhiều. Thì trên đây là một số những cái nhận xét của mình khi sử dụng cái tấm rèm che nắng của Mitsubishi. Nếu như các bạn cũng đang sử dụng những cái tấm rèm che nắng, hay là các bạn đang có những cái trải nghiệm về những cái sản phẩm che nắng nào khác, thì xin vui lòng bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận và cùng chia sẻ với nhau nhé.